Chào cả nhà mình đi cả nhà. Nay vui đi làm cái về cái còn hơi sớm, cái chạy ra một miếng lúa này câu đây này cả nhà. Cá nục rồi nè. Ra đây câu kiếm về ăn cá ăn cả nhà. Cái tiện cái hẳn quay cái clip gửi cho cả nhà mình xem luôn. Giờ tôi sẽ chuyển con ra sao lại vô quay câu rồi vô quay cả nhà mình xem ha. Thấy ụt quá trời mà không biết ăn gì không, đây để câu thử cả nhà. Đầu video chúc ông bà cô chú anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Cả nhà di chuyển không ra sao lại cả nhà cùng theo dõi với vui nha. Ngốc quá trời luôn mà không biết ăn không đây cả nhà, để vô câu thử. Một kẹo quá trời luôn. Cục gì mà có không ăn ta? Cái gô này cả nhà, đây cả nhà, cái gô non không mà cả nhà, cái kệ dưới bắt đại luôn, xuống ngồi tiếp thôi. Lùi hả mày, cá nhỏ nhỏ không mà cả nhà, con non không à, để dù gỡ cái nghe cả nhà, cá ghê chứ. Ngoài kia người ta lại hát karaoke nữa cả nhà, có nhạc thì vô đây không được, phải vô đây câu đỡ cả nhà. À, vô đây thì câu để xuống, mới để xuống cũng làm kèm cái gô gô non rồi cả nhà ơi. Không bự cái gô tha, cái này nhỏ nhỏ không à. Hãy xin cái gô nữa này cả nhà. Đó, cái gô thì nó không bự không cả nhà, mà con nào nó tròn vo nhìn đã ghê. Rồi kệ đi, có dính thì đỡ hơn không cả nhà, mà đi vô đây câu không có chân quay nó hơi khó câu quá cả nhà. Đi đâu có định nhờ vào đây, chỉ là kiếm câu mà dũng lúa ở ngoài à, kiếm cá câu giật ít cá gửi cả nhà mình xem, mà ta lại karaoke nữa cả nhà, gần gần rồi thôi thì vô đây câu đỡ kiếm vài con gửi đăng lên cả nhà mình. Chứ vô đây mà không có đem cái chân quay theo là câu quay như vậy là cả nhà xa lắm, có một tay mà đâu có ấy được. Thôi cả nhà công nhận thôi, con cá rồi cả nhà muốn mềm. Con nào nó tròn vo nhìn đá không, cưng xỉu. Lâu lắm rồi không lại đây câu. Bây giờ chỗ này nó cá dữ lắm cả nhà, mà giờ sắp cũng ít rồi. À, dính cái gô nữa nè. U nù không. Chốt chốt của nào nó cạnh cạnh không là cả nhà nhìn thấy không. Đó. Mà không có trứng đẻ rồi gì ông đại mày, tiếp tục là em có gô nữa cả nhà. Cái gô toàn cái gô non không, không được cái gô bự. Đây này cả nhà, nu tới chơi là hạnh phúc. Lên rồi ơi, gô tiếp đến tồn có gô lứa gì không này cả nhà, cái này mà chừng vài tháng nữa nó bự lên câu mới đã, này còn béo quá, còn nào nó công nhận nó mập cái ghê luôn á cả nhà. Thank you.
cầu có một tay mà cả nhà ơi. Nó không có thu gần thu xa gì được hết trơn, cả nhà mình thông cảm nha. Làm vài con giải trí với kem lớp ghế cả nhà mình xem. Đó. Tục kết thúc cả tiệp. Gần tài một hồi khó ấy rồi cả nhà. Phóng gà phóng dù khó khăn. Hai tay cũng dễ. Vô đây. Phải đem chuyện quay theo thì ngon. Câu ơi. Trời ơi, từ hồi nãy tới bây giờ, từ hồi chiều hôm qua tới giờ mới được con thác lát đậu phộng. Được con thác lát này cả nhà. Chắc vừa cũng thả nó luôn với mấy cá kia luôn chứ nhỏ nhỏ không ăn gì, có con thác lát một à. Ơi coi nè. Rồi đây khi khác đem chuyện quay ở câu này. Kỹ hơn chứ bây giờ câu uổng quá cả nhà. Ôi, tình hình là đi về thôi cả nhà. Đi vô trong đó câu mà không có đem cái chân quay theo thì cũng khó câu lắm cả nhà. Cái gì vui cũng định ra cái dũng vui đi kiếm cái mà lương có mà lương định câu, rồi ra thấy cá ụt rồi mới xách câu ra câu, không có đem chân quay theo cả nhà. Thấy dũng nước cũng kế bên rồi nghĩ là bệnh tay quay tay câu cũng được mà không. Câu nó không, nó ăn yếu quá chứ người ta hát nhạc nữa cả nhà, người ta hát ok nó là vô phải đi vô chổng câu, vô chổng câu thì không có đem chân quay theo thì nó khó quay lắm cả nhà. Bây giờ mình câu ngoài xa không à, nó câu được ở trong mé, cái mé nó xa lắm rồi quay một tay thì cả nhà mình biết không có zoom ra zoom vô gì được hết trơn á, rồi coi nó không có đẹp nữa. Nó câu cá không có bự nữa cả nhà, cá nhỏ nhỏ không mà để cây khác vô đi vô rồi giữ đem chân quay vô rồi mình câu cho nó rõ nét hơn chứ. Câu như vậy thì đăng lên cho cả nhà mình xem thì nó cũng dở quá cả nhà. Bữa nay vô câu có ít con cá cũng như mình coi như giải trí, vô đăng lên cả nhà mình xem đỡ thông cảm cho vui nha. Thì để hôm khác vô làm về sớm hơn rồi vô sẽ đem vô vô câu. Đây cả nhà nhìn ruộng lúa ở đây vàng ôm, mà cái đường vô đang đi này là người ta cắt, người ta mượn đường để người ta đi cắt vô mấy cái miếng chính trước ở trong kia đó cả nhà, ta mượn đường để người ta chạy đi cắt chứ ở ngoài này thì chưa có cắt cả nhà. Ngoài này lúa đúng là cũng cắt được rồi nè mà tại giá rẻ hay sao mà còn neo lại chưa cắt cả nhà. Thì thấy câu xong rồi vô câu mua được mấy con rồi vô thấy nó quay nó không có cái chân quay, cái nó không có gõ ra rồi thôi cái nó không câu nữa, cái cá cũng còn hơi nhỏ cả nhà. Thì bữa nay nói chung thì từ đầu tới cuối thì chắc cũng chỉ dính được cái con thác lát là coi nó nó bự rồi, chứ còn mấy con cá rô cái toàn rô non nó bé bé không à cả nhà. Câu xong rồi cũng thả lại hết rồi để cho nó lớn rồi mình nó bắt, cái còn bé quá bắt nó cũng tiếc lắm cả nhà, quá trời luôn, ruộng cỏ quá trời. Rồi thôi thì vô cũng kết thúc clip ở đây luôn. Chứ chúc ông bà cô chú và anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn cho cuộc sống ha. Thì làm clip thì cũng có lúc giai đoạn làm được, có giai đoạn thì làm cũng hơi khó khăn ở cả nhà, cũng xem thông cảm cho vui nha. Thì coi như vui cũng hy vọng là gửi được tới cả nhà mình một vài giây phút giải trí thư giãn sau giờ làm việc ha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo nha. Cả nhà xem, nhớ đăng ký và nhấn like ủng hộ giúp vui đó nha. Bye bye cả nhà.